Rồi, tiếp tục đi về chai vào phế liệu mua đồ các bạn. Ở đây thì có một cái modem 4G. Đây, của hãng 4G LTE. Modem 4G. Lấy về xem nào. Bỏ sim chỗ nào nhỉ? Thì có 4G nên cái chỗ bỏ sim đặt đây này. Rồi. Một cái modem 4G lấy về này. Đấy. Rồi gì nữa không? Đây có dây mạng. Đấy, có một cục sạc dự phòng energizer. Mình kèm. Đấy. Tiếp tục cái này có sạc không dây rồi các bạn. Rồi nó bị phồng tí. Rồi lấy về cũng được. Rồi. Hai món. Còn gì không? Rồi, có một cái. Đây. Cái gì này? Cái loa của. Gì nhỉ? Thiết bị gì đây nhỉ? USB handit. Handit này. USB handit. Có vẻ như kiểu là cái ổ đĩa cứng di động. Nước thấy có dấu hiệu nước vào thôi. Tốt nhất đừng lấy về mất công lại. Nó ra. Còn gì nữa không nhỉ? Có một cái sạc Type C này. Hy vọng là có được một cái cục nguồn tốt. Có thể có cái cổng Type C này. Đấy, cổng Type C này là nối vào đâu? À, dây C2C các bạn. Đây là dây C2C. Rồi, cũng hợp lý đấy. Mình tưởng có cục sạc mà thôi không có thì đây. Có một cái dây C2C. Rồi, thế các bạn, một lần này về chai. Đi về thử luôn các bạn nhé, test thử luôn xem thế nào. Rồi, bye bye, mình đi về đây. Rồi, thế nha mọi người. Mình đã mua tất cả những đống đồ này các bạn này là hết 20k. Đó, mình vừa mua xong, vừa tức thì xong mới về cũng quay cho các bạn xem luôn. Đây mình mua hai cái nguồn trong cái đầu đĩa ấy các bạn. Mình cũng đang cần một cái nguồn nó ra một đầu là một đầu 5V, đầu 12V. Mình cũng đang cần cái nguồn này để mình độ vào một cái mạch. Hôm bữa mình có mua nhưng mà clip sau mình sẽ độ các bạn nhé. Đây mình có mua hai cái, biết làm sống làm chết cứ mua đi. Đó, hai cái này. Rồi một cái cục này thì các bạn thấy là cục sạc dự phòng. Ô, các bạn vẫn thấy chớp chớp các bạn này, thấy không? Đó, vẫn còn sáng này. Ở đây có dấu hiệu phù đi một tí này, nhưng mà chắc hy vọng là vẫn còn dùng được. Cái này thì có chức năng sạc không dây các bạn này, của hãng Heineken tặng này. Để mình xem thử nếu như mà mình vẫn xài được ấy, thì mình đây các bạn, có thông số đây này. Output thì là có PD 5V các bạn nhé, có sạc PD này, rồi có output nhìn này, output 549A 12A, output tổng công suất này, các bạn thấy không, có wireless charger này, wireless sạc không dây này, 5V 5W 9V 7.5W 10W này. Đó, đây thì mình bấm thử thì vẫn còn sáng các bạn, vẫn còn thấy nguồn, đây các bạn thấy không, đấy vẫn còn chớp chớp nguồn này, chắc hy vọng là mình cắm sạc xong thì nó vẫn sạc được. Đấy. Còn cái cục 4G đây. Cục này thì
Đây chắc là sắp sim 4G rồi. Vẫn còn cái sim các bạn. Vẫn còn một cái sim 4G đây. Đây này. Vẫn còn cái sim 4G. Vẫn còn cái sim 4G. Đây có một cái cổng sạc thì không biết. Bây giờ nó là nguồn 12V 1A. Đây. Mình cũng đã có sẵn nguồn 12V 1A rồi. 12V 1A này. Mình cắm thử xem nó lên nguồn không các bạn nhé. Nếu mà nó lên nguồn được thì tuyệt vời quá. Mình cũng đã kiếm cục này. Nói chung cục này thì cũng hay hay. Mua về thì đây. Lên không này. Hy vọng nó sẽ lên. Đây các bạn, vẫn lên các bạn ơi. Vẫn lên sóng bình thường. Đây. Vẫn lên các bạn ạ, vẫn lên nguồn. Ôi giời. Hôm nay trúng thế. Đây các bạn, vẫn sáng nguồn đây. Hấp dẫn thế. Đấy, vẫn lên nguồn. Vẫn sáng bình thường. Rồi các bạn, lời to các bạn nhé. Hôm nay đi mua ve chai, tổng cộng thiệt hại là 20k. Được từng này đồ các bạn. Được từng này đồ. Hai cái nguồn, một cái sạc dự phòng có chức năng sạc không dây nữa này. Rồi một cái modem 4G của hãng, không biết hãng gì, hình như không có tên tuổi. Có chứa 4G LTE thôi. Đó, với giá là 20k. Rồi, cảm ơn các bạn xem clip nha. Bye bye, hẹn các bạn ở những clip sau.